Tiếp tập 24 của bộ truyện bắt đầu đánh dấu hoang cổ thánh thể. Chúc mọi người xem chuyện vui vẻ. Lúc này những làn kiếp vân ẩm ẩm đánh xuống quân tiêu dao Quân tiêu dao tay lấy ra một cái lư nhỏ, sau đó ném thẳng lên trên. Quân tiêu dao hô lớn, lên, cái lư lập tức từ nhỏ biến thành cái lư to trà bá. Những làn kiếp vân đánh xuống cứ thế được cái lư chặn lấy. Quân tiêu dao bên dưới một tay cố điều khiển cái lư, một tay đưa ra trước miệng lẩm bẩm gì đó lẩm bẩm một hồi quân tư giao cũng toát hết cả mồ hôi lạnh phái miệng quân tư giao lúc này cũng chảy máu ra thần thông thần tượng luyện ngục kình có tổng cộng bốn lần biến hóa phân chia thành đòn tấn công mạnh nhất có thể xuyên thấu vạn vật minh thần chi màu chiêu phòng thủ mạnh nhất có thể ngăn cản vạn vật minh thần thủ hộ thân pháp tối cao nhanh như gió ám ma chi rực cùng với luyện hóa vạn vật trên thế gian địa ngục dung lồ hai mắt quân tiêu dao lúc này cũng biến thành màu vàng. Cậu hét lớn, mười vạn lôi kiếp. Đúc nên thánh thể bất diệt của ta, lập tức làn sóng kiếp vân đùng đùng đánh lên người quân tiêu dao Những ánh sáng vàng lúc này cũng lóe sáng đến chỗ đám nhân vật quần chúng. Bọn họ ngạc nhiên, linh khí màu vàng, thân tử quân gia đang độ kiếp cho hoang cổ thánh thể sao. Trở lại bên chỗ quân tiêu dao giữa chán cậu lóe lên một ánh sáng màu vàng lúc này xung quanh cơ thể quân tư giao tỏa ra lôi điện hừng hực cơ bắp cuồn cuộn dáng người cũng trở nên thay đổi tiếp đó quân tư giao ngẩng đầu lên nhìn kiếp vân trên bầu trời cậu cười nhạt nên tan rồi nhỉ lập tức một tia sáng màu vàng lóe lên giữa không trung ngay sau đó một hư ảnh thần tượng màu vàng bao bọc cả vùng trời hiện ra đánh tan kiếp vân đám nhân vật quần chúng nhìn thấy mà không khỏi há hốc mồm kinh sợ bọn họ bắt đầu xì si xào bàn tán vậy mà lại đập tan kiếp vân. Ha ha, thiên kiêu nào độ kiếp mà không nơm nớp lo sợ, sợ rằng rơi xuống chứ. Cuộc tranh chấp này, sợ là sắp biến thành võ đài của một mình thần tử quân gia rồi. Quân tiêu giao đứng sừng sững suy nghĩ, đan điền tụ hợp linh hải, tâm trí xây dựng thần cung, thể xác huyền hóa chân linh. Hoàn thành ba cảnh giới đó, sẽ có thể xây dựng thần kiều bên trong cơ thể, liên thông đan điền linh hải và tâm trí thần cung tiếp đó quân tư dao đặt tay đến bộ trí tôn cốt trước ngực lẩm bẩm vẫn thiếu một chút nữa mới có thể hoàn toàn xây dựng thần kiều phần lớn sức mạnh của thiên kiếp và long nguyên đều bị khúc xương trí tôn hấp thụ cậu nghĩ thầm xem ra phải tìm thiên tài địa bảo để tiến hành bồi dưỡng khúc xương này mới được đang thờ ơ suy nghĩ thì quân linh lung mang y phục đến cung kính gọi thần tử quân tư dao khẽ cười tỉ đến vừa đúng lúc tiếp đó quân tư dao mặc y phục vào sau đó liếc nhìn lại quân linh lung can dặn sau khi yến hội kết thúc ta phải rời khỏi cung thiên đế, đi du lịch khắp nơi rèn luyện, tỷ giúp ta tìm một vài nơi đáng đến. Quân linh lùng liền đáp, vâng. Cậu thầm nghĩ, bây giờ, nên đi gặp lão tổ thôi. Chuyển cảnh đến Hồng Châu, tổ long xào, những làn uy áp mang theo sự tức giận đùng đùng chấn động cả tổ long xào. Đám tiểu yêu vô cùng sợ hãi chỉ biết ôm đầu quỳ dạp dưới đất. Một con mèo yêu ngước lên thắc mắc, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? mới khiến cho vô thượng trí tôn của tổ long xào tức giận như này. Lúc này bên trong trung tâm tổ long xào, thanh âm từ những đại nhân vật của tổ long xào không ngừng phát ra, sấm sét tạm lắng rồi. Nổi giận như vậy thì có ích gì? Chẳng lẽ muốn giết quân gia? Tên quân thập bát đó, cả gan dám giết chết long tử nối dõi của bổn tôn, còn kiếm chảm u long. Tưởng rằng tổ long xào chúng ta giống như con chó hoang mà có thể tùy tiện giày vò sao. Một vị long tộc huyền bí nhếch mép cười, Quân thập bát là tên điên có tiếng của quân gia. Muốn tìm hắn báo thủ. Khó quá. Một vị long tộc bên cạnh cũng lên tiếng. Hắn đã dám giết chết long tử của tổ long xào chúng ta. Thì sao chúng ta không thể giết chết quân gia của hắn? Thằng nhãi con hoang cổ thánh thể được bọn chúng sủng lên trời. Cũng nên vào đời rồi nhỉ? Tiếp đó, tám vị long tộc đứng đối diện cũng lên tiếng từ từ bàn bạc. Có muốn báo chuyện này cho Ngạo Thiên biết không? Không cần. Ngạo Thiên đang bế quan luyện hóa viên long nguyên thứ năm đợi hắn luyện hóa xong bảy viên, cộng thêm với đế long chi huyết, đủ để tung hoành thời đại thiếu niên tiên vực. Tới lúc đó, dù là thần tử quân gia cũng có thể tùy tiện giết chết. Vô thượng chí tôn nghiến răng nghiến lợi đồng ý, "Được, quân gia, nhất định phải làm cho bọn chúng nợ máu trả máu." Quay trở lại quân gia, lúc này buổi tiệc cũng kết thúc, người Diệp gia cũng ngồi xe chim bay đi. Lúc này Phúc Bá lên tiếng hỏi, "Thiếu gia, cảm thấy thế nào?" diệp tinh vân cười nhạo chính mình ha ha thân tử quân gia trên người có hai thể chất siêu việt hoang cổ thánh thể và trí tôn cốt tu vi còn vượt xa cả ta hơn nữa hắn lại không vì thế mà kiêu ngạo thậm chí còn đối đãi với ta ta thật là một kẻ phế vật mà phúc bá lo lắng đạo tâm sụp đổ rồi sao diệp tinh vân cười nhạt nói tiếp nhưng ta cũng không định buông bỏ ta không có tư cách trở thành chứng ngại vật trên con đường xưng đế của hắn nhưng có những chuyện phải tự mình đấu tranh. Nghe được những lời này của thiếu gia mình sắc mặt phúc bá vô cùng hài lòng. Ngài nghĩ được như vậy là tốt. Hết tập 24. Hẹn mọi người vào video tuần sau.